Trời, bữa nay gia đình của mình đi coi phim nha quý vị. Không này, con đi coi phim. Rồi, bây giờ cả nhà mình đi coi phim cũng không được, đi ăn cũng không được. Bây giờ đi dầm mưa. Anh đi qua bên Applebee đi. Hả? Không, thì cứ việc đi biết sao giờ. Applebee anh không biết, chưa bao giờ ăn bên đó qua hết á. Em cũng chưa bao giờ ăn đâu. Dạ, yeah. Ha. Bên đó ăn Apple đúng không? Rồi đi coi phim á thì không còn ghế. Đi ăn á thì tới 9 giờ rưỡi mới có chỗ ngồi, bởi vì mình không có reservation. And then gì đó, bây giờ mới có 7 giờ mấy rồi quý vị. Trời ở ngoài mưa tầm tã. Mà bây giờ mình đi vòng kiếm chỗ ăn để chống mưa thôi quý vị. Ok. Chứ còn không có chỗ nào để mình đi nữa hết. Em nói là em có muốn hoan, muốn hoan. Cái mình lộn xộn quá. Ok, có. Đâu em muốn nhiều cho con lắm. Em sợ con bị ướt. Bây giờ mình đi coi phim không được, mình đi ăn chỗ mình thích ăn không được, bây giờ mình đi qua bên cái chỗ này mình ăn đại. Olive Garden. Cái này cũng là lần đầu tiên mình ghé thôi các bạn. Dạ. Giờ coi phim không được, trời mưa tầm tã luôn. Tại vì mình không có nghĩ là mình sẽ coi phim bữa nay. Đó thì yes. Tại vì cuối tuần á nên Đây là cái menu của họ quý vị. Nhìn ngầu thiệt ha. Cái menu của họ. Và đồng thời luôn cả cái phần tính tiền trong đây luôn nữa. Man. Đây cái phần tính tiền trong đây luôn, mình không có quảng cáo đâu nha quý vị. Đây mình thấy nó đặc biệt và mới lạ nha. Đây là cái số bàn, hồi nãy cái cô kia có đọc cái số bàn đó của mình. Mà mỗi một bàn đều có một cái menu riêng của họ và cái máy tính tiền riêng của họ luôn. Độc đáo thiệt ha. You like pasta? Quay xa xa ra nha, đừng quay gần, cái mặt em bự lắm á. Cái vấn đề là anh ngồi xa nữa không nổi rồi giờ. Phải né né là mới được rồi, không gì mà em. Thật ra là mình không có dự định là mình đi coi phim. Coi như là nói chung là mình đi hứng giờ nào đi giờ đó. Thành ra tới không có mua vé nè. Vô lựa phim thì cũng cái phim mình thích thì không có. Còn cái phim mà có thì lại cái giờ. Có giờ thì cũng hơi trễ mà cũng không có ghế luôn. Ghế ngồi thấy gần cái màn hình bự luôn. Mình không có thích. Thành ra hai chồng quyết định là không coi nữa. Bây giờ em cũng rất là gần cái màn hình luôn á vậy. Tao lỡ rồi chơi luôn. Rồi xong cái đi vòng vòng kiếm đồ ăn. Thật sự là cũng không có đói lắm. Tại nãy lên xe cũng ăn tầm bậy tầm bạ trên xe rồi. Nhưng mà thôi kệ, cuối tuần thì cũng dạ. No rest. That's ok. Đó nên bây giờ thôi kệ, dẫn cho hai em nhỏ đi cho vui. Thẳng hai em lớn mình ké theo luôn. Đó cuối tuần nữa. Để coi nhà hàng này nói chung là tiếng thấy lâu mà tiếng chưa bao giờ vô ăn hết trơn á. Nên bữa nay mình ăn thử. Mà có một cái vô đây. Ok. Ok, yeah. Oh my goodness. Biết mày không được. Ok. Thank you.
Sao cái salad này không free một cái kiểu này? Sao cái salad này là nó đi chung với lại cái men order của mình. Còn cái này? Đi chung luôn. Ồ, sao hai cái này đi chung với lại cái men order của mình? Chưa có order cái men order nha. Dạ. Thì tức là mình có lấy cái này hoặc là không lấy cái này đi nữa đó, thì cái phần gọi là cái main entry đó là cũng đã tính tiền cho hai cái món này rồi quý vị. Ồ, bánh mì của kho đó nha. Rồi mình thay đổi chỗ ngồi chút xíu để mình dễ quay phim cho quý vị coi ha. Bây giờ Vienna và kế vị trí của Mami. Đoán ra rồi. Wow, cái này mình mua dessert nha quý vị. Yes. That's okay. Trên trên living in Santa. Cái này của chúng mình. Cái món đó mình không biết là cái món gì. Lasagna hả dạ? Cái đó lasagna. Lasagna nãy cái order một phần nhỏ thôi mà đã ra bên lớn đó. Còn bên kia thì là lúc nào mình ăn cũng có cái món này hết là một nhà. Cái bên ăn thử bánh mì nè. Wow. Từ Yeah, bánh mì đây. Rồi, 1, 2, 3, yo. Có chút lên đâu? Chút lên đâu? Con không muốn vô. Quá trời. Mình chưa kêu món chính mà mình thấy hơi bị nhiều rồi đó. Đúng rồi đó. Thấy hơi bị nhiều rồi đó. Để mommy nhé. Yeah, do it. It's like a Caesar. Yay. Salad này nhìn ngon ghê chứ. Rồi bây giờ cái món này gọi là món chính đó quý vị. Món chính thức bên đây quý vị, nhưng mà cả nhà ai cũng no hết trơn rồi. Cho nên mua là tại vì Trúc Linh với Vienna thích ăn cái mì. Dạ. Nó gọi là shrimp kembi. Dạ. Rồi, tất cả những cái món phụ của họ ra ăn đã no rồi cho nên không cần cái món chính này đâu. Mẹ bỏ vô đây cho con, ok. Trúc Linh. Ngon không? Ngon không? Yes. Nó mua. Lộn. Nó mua hả? Xíu thôi nha. Không được. No. Ok, lộn trả lại. No. Ok, trả lại. Còn mấy cọng quăng hết. No. Mình đi ra mình tham quan lại cái cây này coi. Oh my god, lại mất thêm một trái nữa. Tổ cha nó, con ơi, là mấy con dịch mất dịch tụi bay. Ây da, lại mất thêm một trái nữa rồi quý vị ơi. Mấy cái con này nó mất dại quá. Ây da dai. Nó tội tình gì cũng chửi nó. Hả? Anh chửi cho nó mất giống luôn á chứ dạ. Wow, cái cây này bữa nay nó chút lên. À, chút Trúc Linh bữa hổm nó không biết, nó hái một mớ, nó đem dục vô nước, nó nói dục vô nước để cho màu chín. Dạ, cho nên nó dục vô nước. Trúc Linh đừng có hái, khi nào nó có một đen con mới hái được không? Dạ, yeah, thiệt là thiệt là tức. Dạ, yeah. See, nè, đó. Mất thêm một trái nữa rồi kìa, thấy chưa? Thiệt là không có cơ hội ăn đâu. Anh để ý rồi, nó chỉ cần đu lên thôi là rớt rồi chứ đừng nói chi là nó ăn vậy. Nó không có ăn, anh thấy nó cắn nó dục.
nó cắn cắn là nó giục chứ nó không ăn, nhưng mà nó đu ca rớt à, hiểu không? Yeah. Ok, let's go. Là cái cây gì đó phải không? Tới đây anh chỉ cho vợ. Chú Linh tới đây, tới đây chỉ cho con nè. Hopefully mai mốt con có trái ăn, chứ còn bây giờ không có trái đâu. Không, nhưng mà cái vấn đề á là mình phải mua thêm một cây nữa. Wow, mình phải mua thêm một cây nữa chứ còn mình để một cây nó không có trái. Lý do nó 2 năm rồi mình không thấy trái gì là tại vì mình chỉ có một cây thôi. Okay, để em giải thích cho vợ trên xe. Okay. So, you need to come in. Có con trùng không? Không. Đây nè. Ồ em thấy rồi, hái cho em trái đi. Hái hả? Ừ. Giờ này thì ăn cũng được rồi. Chi. Đó. Cái đồ để mà nó làm cho mấy con kia không có. Đây quý vị. Nó chưa có được coi như là chín mà. Thấy không? Nó giữa cái trái plum và trái cherry. Thấy không? Cho nên ta gọi nó là cherry plum. Ok, đi. Nó cũng được. Dạ ha. Ừ. Ủa, anh cái cây này sao giống như anh em thấy anh dời nó qua bên đây hả? Đâu có đâu. Cái cây đó là cái cây mình mua bữa hổm á, anh mua nó với mục đích là bông thôi vậy. Nó có cây tẩm thuốc không nè. Nó đâu có giờ vậy đâu, anh chỉ cắt bớt cái kia thôi vậy. Hôm nay thấy nó tự nhiên bữa nữa nằm bên này như này là thì tại này. Vì mình cắt hết mớ cây ở đây rồi. À. Đó thì mình đã cắt hết cái cây này là để cho nó chống chỗ cho cái cây trái kia nó lên, và mình tỉa bớt cái cây này luôn nữa. Cái cây bông lily này bị vợ mình phàn nàn mấy tuần nay là đúng rồi quý vị. Không đủ đất, không đủ phân gì tùm lum tùm la đó, nhưng mà mình thấy hình như là đúng rồi đó quý vị. Mấy cái này năm vừa rồi vào giờ này là nó nở hết trơn rồi, mà năm nay không thấy nó nở. Chắc là nó đúng rồi. Một, xin chào. 2, 3, vô. Xin chào ông bà con. Hôm nay con đi ăn với anh Hiếu. Đúng rồi. Con đi ăn với An với anh Hiếu. Với anh Hiếu. Với cô nữa. Ngầu bây giờ mình đâu đi đâu trước? Trước thì đó mình phải đi đâu trước nè. Mình đi Costco. Đúng rồi. Costco làm gì? Costco mình đi mua đồ cho anh Hiếu với anh. Ồ vậy luôn hả? Ồ dạ. Cái này là chúc Linh hứa chứ không phải mình hứa nha, hai cậu. Con đứng cho con chọn ba coi đồ đẹp của con đâu. Phải còn mất kiến nữa. Thôi mẹ không đeo đâu. Không đeo mất kiến đâu. Trời mưa ở ngoài mà đeo mất kiến làm gì con? Đúng rồi. Mất kiến chỉ đeo trời nắng thôi con. Con trời nắng con đeo mất kiến. Giờ gì con đeo mất kiến cho ông bà coi đi. Có không? Có không? Có cái bịch nước tương cho ông. Bởi gì? Thánh nước tương. Thế này coi như là trong cái vỏ mất kiến mà đem bịch nước tương nữa quý vị. Bởi mà các bạn thấy không, mình đặt em bé nước tương là không có ok em bé nước tương là không sai tí nào. Yeah. Trong cái bóp em có bịch nước tương. Bữa hổm mình đi ăn nhà hàng gì đó, đi ăn cái nhà hàng của Mỹ quý vị, xong ở trong cái giỏ sách của em á, em có cái mấy cái bịch nước tương, em khoe em bò khoai, em đòi lấy bịch nước tương ra cho bằng được để ăn mấy cái đó, món ăn đó. Yes. Trời ủa cái tóc. Ok, thôi mình đi nè. Yeah. Okay. Daddy ơi, Daddy quay phim mẹ với con nha Daddy. Wow, cho cô chú coi con đẹp sao đâu. Wow. Đẹp quá. Ok, let's go. Let's go. Thôi, xin chào tất cả anh chị và các bạn. Và cảm ơn anh chị và các bạn theo dõi hai vợ chồng đặt trên kênh Bầu Trời Boston and Family. Không quên chúc anh chị và các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh gia đình và người yêu.